Chiều nay, Công đoàn Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại thị trấn Cờ Đỏ. Sau gần 2 tháng khởi công, hai căn nhà do Công đoàn Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành. Nhà được xây dựng theo thiết kế nhà đại đoàn kết, mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, cùng với sự đóng góp thêm từ địa phương để căn nhà thêm chắc chắn và ấm áp cho bà con. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ đã gửi lời chúc mừng đến các gia đình. Với căn nhà mới, ấm áp, hy vọng rằng các gia đình sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và cải thiện thu nhập. Đây cũng là dịp đặc biệt khi cả nước đang chào mừng lễ Quốc khánh và các gia đình có thể đón lễ trong ngôi nhà mới đầy ấm cúng. Đây là hai trong số 6 căn nhà được Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ xây dựng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước trong chương trình chung tay cùng các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thời gian qua, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ cũng đẩy mạnh các công tác truyền thông hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát trong khu vực, góp phần lan tỏa và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay. Nhân dịp bàn giao nhà mới, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ gửi tặng thêm những phần quà ý nghĩa cho các gia đình.